quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lào Việt. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với luật sư Lân thuộc Garangro. Vậy thì xin luật sư cho biết cái hội đồng giáo dục của Garangro thì đã được nhiều lần mà được liên bang mà để ý và ca ngợi, thì xin luật sư có thể cho biết về cái thành tích của cái học khu của luật sư. Như vậy, học khu Garangro là một trong học khu phải nói rằng nổi tiếng nhất về vấn đề xuất sắc về vấn đề học vấn trên toàn Hoa Kỳ, chứ không phải là địa bàn California không. Năm 2003, học khu Garangro đã được vinh dự nhận cái giải nó gọi là Pro Urban Award, là cái giải dành cho những học khu xuất sắc nhất trên toàn Hoa Kỳ. Đây là giống như giải Nobel về vấn đề học vấn. Và hai năm liên tục trước đó và sau đó, học khu Garangro đã được làm cho những học khu được chọn là học khu có điểm thi xuất sắc nhất, cũng do tổ chức Pro Foundation cấp cho. Cái đặc biệt của học khu Garangro là học khu lớn ở khu đô thị, có rất đông số học sinh thuộc là di dân, tức là English learner, và rất đông học sinh, phải đến hơn một nửa học sinh thuộc thành phần có gia đình có lợi tức thấp. Nhưng mà chính vì cái thành phần học sinh thuộc di dân mà có lợi tức thấp mà lại điểm cao, thì cái đó nó mới gây được sự chú ý và cái viên chức của liên bang và tiểu bang. Và trong suốt nhiều năm qua, học khu Garangro vẫn tiếp tục nhận được những cái vinh dự như là được giải thưởng của đơn vị trường, hay là được nhận là một cái trường mẫu về cái phương thức giảng dạy, mà dùng những cái phương thức giảng dạy để mà có hiệu quả cho các em. Mới ngày hôm qua chúng tôi nhận được một cái vinh dự là một cái trường gọi là Sunnyside, trường tiểu học ở cái khu trên đường Brooklyn và Lamson, tức là cái khu vực có đông người Việt Nam ở đó, được nhận cái giải thưởng đó là Blue Ribbon School của toàn Hoa Kỳ. Blue Ribbon School là cái giải rất là vinh dự cho các cái trường trên toàn Hoa Kỳ, mà ngay cả vùng cam chỉ có 3 trường được nhận thôi. Và đó là cái vinh dự rất là đặc biệt cho học khu Garangro. Cũng tuần vừa qua thì chúng tôi được biết rằng cái điểm thi của tất cả các học khu được công bố đó, thì học khu Garangro là một cái học khu đầu tiên và duy nhất và lớn á ở toàn tiểu bang California được cái điểm trên cái mức mục tiêu là mức 800 điểm trên điểm API đó. Học khu Garangro bây giờ được điểm 802, và đây là cái ví dụ rất là đặc biệt mà học khu Garangro là một học khu đầu tiên và duy nhất đạt được cái mức điểm này trong toàn tiểu bang California. Thưa luật sư, chúng tôi xin luật sư cho biết cái số học sinh của cái học khu của luật sư là bao nhiêu? Dạ vâng, hiện nay năm nay chúng tôi có khoảng chừng 48.000 học sinh, khoảng trong đó khoảng chừng 30% là học sinh gốc Á Châu, tức là có đa số là Việt Nam, trong đó khoảng chừng, nghĩa là khoảng chừng 15-17.000 học sinh từ trên tổng số của 48.000 toàn học khu. Xin luật sư có thể cho biết rằng thì trong cái thành phố Garangro thì hay là học khu Garangro thì có bao nhiêu trường học và những trường học ở cấp nào? Thì vâng, ở khu Garangro, học khu Garangro chúng tôi có 7 trường trung học, chúng tôi có 10 trường trung tiểu học, tức là Senior High School, chúng tôi có 48 trường tiểu học, cộng tất cả khoảng chừng 68 trường học sinh, trường tất cả trên các cấp từ mẫu giáo cho đến lớp trung học. Thưa luật sư, vừa bây giờ thì luật sư đã trình bày tất cả những cái ưu tú của học khu của luật sư. Vậy thì ngược lại thì cái khó khăn của học khu trong cái giai đoạn mà những cái tài khoản của liên bang cũng như tiểu bang bị cắt về giáo dục, thì cái khó khăn của học khu như thế nào? Nhưng mà cái khó khăn là nếu mà chương trình mà cắt giảm về tài khoản của tiểu bang á, nó tạo nên cái điều kiện rất là khó khăn cho cái việc điều hành cái trường ốc. Ví dụ điều hành trường ốc mà lương nhân viên mình không biết là tuần tới mình có tiền trả nhân viên hay không, mà cứ mỗi lần trả lương cho nhân viên đó, mỗi lần trả lương cho thầy cô giáo nhân viên của học khu tốn đến, tôi nói ví dụ thôi, là mỗi 2 tuần trả là 25 triệu đô la. Thì nếu mà tiểu bang mà đình trệ trong việc trả 2 tuần lại, có nghĩa là chúng tôi thiếu hụt đi 25 triệu.
lấy 25 triệu đô để trả lương. Nếu không trả lương thì như thế nào? Mà nếu mà mượn ở đâu được thì nó là cái tiền được dùng cho cái việc khác, và đưa 25 triệu đô để trả cho cái đó. Và nếu trả cho, nếu mà có những học khu mà kém may mắn mà không có tiền đó, mà không có tiền dự trữ trước để làm như vậy, họ phải vay nhà băng 25 triệu mà vay nhà băng nói không là mất tối thiểu lên đến 150 ngàn cái tiền lời không. Làm như 150 ngàn coi như tiền đó mất cho nhà băng để mà học sinh này là kiếm một. Nó cái khó khăn của chuyện mất tài khoản như vậy. Nào nó ảnh hưởng đến học khu rất nhiều, đặc biệt những học khu vực mà có học thành phần học sinh nhiều di dân đó, hay là thành phần về lợi tức thấp. Thành ra những cái thành phần là nhận là những cái thành phần học sinh cần có sự trợ giúp nhiều hơn. Ví dụ như trợ giúp về vấn đề về chuyển dịch, và giúp về vấn đề những cái phụ tá giảng dạy instructional aid cho các em, phụ tá về vấn đề y tá cho các em cũng nhiều. Mà nếu mà cắt giảm những cái chương trình phụ trợ cho trước, cắt giảm chương trình phụ họ đó, vì những người phụ giúp về ngôn ngữ, phụ giúp về phiên dịch cho phụ huynh, hay phụ giúp về giảng dạy các chuyên viên phụ tá giảng dạy đó, hay là các thành phần nhà nghèo, thành phần di dân được ảnh hưởng nhiều nhất trước khi mà họ cắt tới là thầy cô giáo giảng dạy trong lớp, hay là cắt đóng cửa cái lớp học. Cho nên tôi rất ái ngại là cái thành phần cái khó khăn sắp tới là mặc dù học khu hay tất cả các hệ thống trường đều bị ảnh hưởng hết, tuy nhiên cái thành phần nhà nghèo và thành phần di dân sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn các xã dân khác hay là các học khu khác là như vậy. Xin luật sư có thể cho biết rằng cái tình trạng cái tệ nạn mà băng đảng cũng như xài ma túy ở trong học khu của luật sư thì cái tình trạng hiện tại nó giảm hay là nó tăng hay nó như thế nào? Dạ vâng, băng đảng nói chung ở chỗ nào cũng có. Tuy nhiên học khu ở Garo tôi phải nói rằng cái tình trạng băng đảng không có, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một chuyện này, học sinh này bắn người kia, nếu ở ngoài họ bắn nhau ở ngoài sân trường, hay là một có một liên hệ một học sinh ở trong trường bị bắn chết vì cái chuyện băng đảng gì đó vào buổi tối chẳng hạn, thì chuyện đó thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Nhưng tuy nhiên chúng tôi nghĩ cái trường hợp gọi là isolated incident chắc không phải là chuyện thường xuyên nơi nào. Tuy nhiên cái trường hợp mà chuyện xài ma túy là một tệ nạn xảy ra rất là thường xuyên trong hầu hết các trường, trong đủ có mọi thành phần, mà trong những là trong tình trạng kinh tế khó khăn này chúng tôi thấy còn tệ hại hơn ở cái chỗ là nhiều học sinh vì bố mẹ rất nhiều, bố mẹ không có tiền gì đó, các em lại có ý nghĩ là buôn bán thuốc phiện, lấy vài ba điếu rồi đi bán cho vài ba đứa rồi lấy 10 đồng 20 đồng để dùng tiền chơi, chứ họ không phải là buôn bán thuốc phiện. Mình nghĩ cái ý nghĩa là buôn bán thuốc phiện, nhưng mà đó là cái hành động, nó là hành động cũng coi như là buôn bán thuốc phiện, cũng gây tai hại như vậy. Và cái tình trạng này có nhiều khi có những cái trường hợp các em bố mẹ biết nhưng mà họ để yên các em làm như vậy, thay vì ngăn cản các em ngay, để yên em là tại vì bố mẹ không cung cấp đủ cái tiền cần thiết cho các em, ví dụ như mua giày, mua áo, mua ba lô chẳng hạn. Vì bố mẹ làm như vậy, có để yên như các em làm như vậy thì nó tệ hại nhiều hơn mà hóa ra bố mẹ trong cái hoàn cảnh phải làm như vậy. Thường thường năm trước chúng tôi không thấy tình trạng đó, nhưng mà sau đây chúng thấy tình trạng đó là nó phản ánh một cái tình trạng rất là nguy hiểm, là cái tình trạng về vấn đề khó khăn kinh tế, nó đưa đến tình trạng về bê tha, về cái đạo đức của các em. Đó là cái tình trạng chúng tôi đã lưu quan tâm đến vấn đề này, để chúng tôi tìm một cách để đẩy mạnh để ngăn chặn những cái tình trạng sử dụng thì scam ma túy trong trường. Thưa luật sư, trong cái tình cảnh hiện tại là ngân khoản bị eo hẹp, vậy thì luật sư nhân dịp này luật sư có những cái lời kêu gọi nào đối với các phụ huynh học sinh cũng như là cả học sinh nữa? Tôi nghĩ trong tình trạng khó khăn và tài chính này, việc trước tiên là phụ huynh phải lưu tâm đến cái vấn đề cắt giảm tài khoá, vấn đề ảnh hưởng về tài chính đó. Tại vì chỉ có mình lưu tâm những chương trình của mình bị ảnh hưởng, mình lên tiếng mình phản đối thì chương trình đó mới được cân nhắc kỹ càng, nếu mà cần phải cắt như vậy, cần phải đề cao, cần phải lưu ý, cần phải theo dõi những chuyện đó, coi cái chương nào bị cắt giảm, chứ đừng cứ nghĩ là tình trạng cắt giảm chung hết, ai cũng bị thì mình cũng bị như vậy cũng không sao hết. Mình là người phải phản đối, trong một hoàn cảnh nào cũng nên phản đối như vậy. Thứ hai nữa là phụ huynh cũng nên lưu tâm nhiều hơn trong cái chuyện giảng dạy con, giúp đỡ con em của mình đi học, nghĩa là mình bỏ thêm thời giờ, tại vì trong tình trạng khó khăn tài chính á, thầy cô đương nhiên sẽ dạy nhiều em lớp hơn, cái vật liệu, cái thời gian sẽ eo hẹp hơn, cho nên mình phải gia tăng cái chuyện giúp đỡ con em của mình học hành, và mình cũng có, nếu mà được, phụ huynh có thể giúp thầy cô tình nguyện trong các lớp học để giúp thầy cô giảng dạy đó, thì nếu mà mình tình nguyện giúp con em trong trường, trong lớp học đó, thì các phụ huynh khác cũng có thể làm như vậy, và cái công việc của thầy cô có thể dễ dàng hơn, và cho đó cái việc giảng dạy nó hiệu quả hơn cho con em. Thưa luật sư,
luật sư hoạt động trong ngành giáo dục của Hoa Kỳ. Vậy thì luật sư có bao giờ để ý đến ngành giáo dục tại Việt Nam và hiện tại như làm sao, luật sư có biết? Vâng, tôi cũng có, tôi thì đương nhiên trong lĩnh vực thì đương nhiên ngành giáo dục tại Việt Nam chúng tôi cũng lưu ý rất là nhiều. Chúng tôi tại vì một số cái học sinh đến từ Việt Nam qua đây tham dự thì chúng tôi phải hiểu rõ hệ thống giáo dục ở bên đó như thế nào thì mới biết được các em đã chuẩn bị như thế nào để các em hội nhập vào cái hệ thống giáo dục ở đây. Đương nhiên là làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở đây tôi cũng hiểu được hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Tôi rất tiếc là tôi phải nói rằng hệ thống ở Việt Nam nó không có cái khả năng đào tạo cái người thực chất để mà giảng dạy cho các em. Đương nhiên là tôi phải so sánh cái giáo dục ở Việt Nam so với nước Mỹ này, là một sự so sánh rất là không có công bình. Nhưng mà nếu mà hiểu rõ cái hệ thống giáo dục ở đây đó thì những hệ thống giáo dục ở Việt Nam chúng ta thấy như là các em học chỗ nào cũng phải tốn tiền thêm một cách không cần thiết. Thầy cô giáo vì không trả lương đầy đủ phải đi làm thêm ở ngoài, phải dạy lớp cua thêm để mà giảng dạy các em, rồi đưa tình trạng là chỉ có em là đi học lớp là cua của thầy thì mới được điểm, mà nó không có đó thì không được điểm. Rồi các thầy cô phải làm nhiều cái chuyện phụ trội thêm ngoài công việc giảng dạy để làm cái đó. Và trong trường vì không ai lo chăm cái việc phẩm chất của giáo dục cho nên các em học ra cũng không có làm được cái gì, cũng ngay cả khi được đi vào đại học cũng không có học được cái gì cụ thể để mà ra tiếp thu với đời. Chúng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với nhiều các tổ hợp luật sư bên Việt Nam, cái cơ quan ngoại quốc họ làm việc ở Việt Nam, khi mà họ tuyển chọn để nhân sinh viên Việt Nam vào làm việc thì họ phải nói rằng cái sinh viên Việt Nam họ không có, họ nói là họ ra trường cử nhân họ ngành hóa hay ngành anh văn hay là ngành văn chương hay là ngành luật sư, ngành luật khoa của họ, họ không có khả năng tiếp thu được cái khả năng cần thiết để làm việc trong những lĩnh vực đó. Và đó là như vậy, mà ngay cả trong Hoa Kỳ này, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không công nhận được cái bằng cấp giáo dục ở Việt Nam, cho dù ở ngành nào, cho dù ở cấp nào. Thì đó là cái điều rất là tủi thân cho người Việt Nam. Khi mà hiểu được cái hệ thống giáo dục của Việt Nam, chúng tôi mới thấy rằng ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta may mắn có được hệ thống giáo dục, cho dù là khó khăn về tài chính nhưng mà nó cũng bảo đảm được cái chất lượng tối thiểu để mà đáp ứng được cái nhu cầu trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái xã hội tân tiến và kỹ thuật như hiện nay. Thưa luật sư có bao giờ có hay tiếp xúc với các sinh viên từ Việt Nam qua đây du học hay không? Ít lắm, thỉnh thoảng có khi có cơ hội có chuyện gì đó vậy thôi, hay là có người quen thân thiết thì nói chuyện thôi, chứ tôi không có cái phương tiện thường xuyên để tiếp tục. Ví dụ như trong trường học, trong đại học tôi không có cái cơ hội thường xuyên để tiếp xúc với em sinh viên Việt Nam. Nhưng tôi biết có một số thành phần du học ở bên này, hoặc là các sinh viên thuần túy Việt Nam họ xin được qua du học ở bên Hoa Kỳ. Nhân tiện đây, mặc dù không có thường xuyên tiếp xúc với các sinh viên Việt Nam sang đây du học, vậy thì trong tư cách là một người lo về vấn đề giáo dục ở bên này, thì luật sư có thể có những lời khuyên nào chung cho những du học sinh Việt Nam qua đây? Tôi nghĩ nếu tôi có cơ hội nói chuyện với các du học sinh ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng các anh chị em đó cố gắng trao dồi sinh ngữ bên này, cố gắng học bất cứ gì có thể học được ở bên này một cách cởi mở, một cách open mind, để mong rằng những cái đem những kiến thức đó khi mà trở về Việt Nam này có thể áp dụng trong cuộc sống đó và có thể giúp ích trong cái việc công việc ở bên kia, hoặc là giúp ích cho cái xã hội bên đó. Và cái cơ hội bên này đừng có phí phạm bằng cách là bỏ thời giờ đi làm thêm để lấy tiền để dành, hay là bỏ thời giờ đi chơi, hay bỏ thời giờ làm cái gì đó mà không chịu bỏ thời giờ tiếp thu cái nền học vấn bên này, là cái điều đó rất là quan trọng nếu có thời gian theo học du học ở bên Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh.